Thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Lời đầu tiên, cho phép người dẫn chương trình Thu Phương và Thanh Thảo xin được gửi tới quý vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc hoạt động ngoại khóa của chúng ta thành công tốt đẹp. Good morning, ladies and gentlemen. All the delegates, the teacher, parents and students. Firstly, Thanh Thảo and Thu Phương would like to give our best wishes to all of you and wish the festival a great success. Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ với điệu múa Em là cô giáo vùng cao, 2. Dân vũ trên nền nhạc Vui đến trường, 3. Bài hát Từ làng sen do thầy giáo Hoàng Đình Mậu biểu diễn. To begin our English festival today, please join us. 1. The song Em là cô giáo vùng cao of teachers from Linh Thông Primary School. 2. Please welcome the students of Linh Thông Primary School with the song Vui đến trường based on the folk dance. 3. Please welcome teacher Hoàng Đình Mậu from Quy Kỳ Primary School with the song Từ làng sen. Chương trình xin phép được bắt đầu. Now our program is start. Thank you.
đoàn kết đấu tranh. Non còn chỉ hai miền tóc người ta.